Cố ra chợ tí. Mà nắng lắm. Mày ông nhìn từ chợ có bút ba nào đâu. Nó phải mát mát cơ. Nắng lắm, không có khách. Người ta muốn đi xe cũng ngại. Nắng lắm. Nắng. Sáng sớm mà này nắng dã man luôn. Như mà bảo thời tiết này dầm mát. Cái xanh kia hay nhỉ? Cái xanh kia bao tiền bác? Đấy. Con đấy 4 triệu rưỡi. Con này? Con đấy 8 triệu. À, kia đấy. Đấy, còn mấy cái này thì vừa quay hôm trước đây rồi. Để ra xem nào. Già, già khô rồi. Biết có cái bệ này thì vui. Không có bệ. Nam Điền. Có vẻ như là Điền thật. Điền. Điền. Điền đấy. Chơi dăm, chơi bóng. Nó già các bạn. Thực tế mà nói là chơi được. Đây nó không là cái cành ra nhưng mà ý là chơi được. Cái này mà phun ra nữa thì đây hoặc là bắt được bít cái này xuống. Chích ở đây xuống được. Hoặc là bắt cái này xuống. Để mà nói là nó giá trị thì tất nhiên nó không nhiều nhưng mà chơi là đẹp rồi. Chơi đẹp rồi. Cái xanh 5 đìa 4 triệu bạc. Cái kia ôm đá thì gấp đôi. Không chống được, phải lùi vào tí cho nó mát. Sáng sớm nắng lắm. Đấy, nhìn cây đây bóng hay đấy nhỉ. Kia một cây nữa. Cây đấy là cũng thế à? À 5 triệu cái này hơn à. Quay cây mới trước các bác. Nó có tí già nhưng nó vừa bị cháy nhưng không sao. Đây này, các bác nhìn thấy này. Điền cây bác cũng không quan trọng lắm là dâm từ cành hay từ gì đâu, thấy đẹp là được thôi. 5 triệu. Đấy, trường này. Cái gì bác, cây gì? À vâng, tí nữa phải ra đầy đủ. Quay cây mới trước. Đây là bậc trường nhìn kìa. Tí nữa sang cho bậc trường. Bồ này. Có số của bác chủ đây rồi nhá. Hôm trước tôi có quay hỏi rồi. Chứ các bác phải thu bảo là hỏi. Quay không hỏi số mà. Ngày nào tôi chạy ra chợ đâm ra là ngày nào chẳng những ngày nào tôi cũng hỏi. Bác có số thì xem lại nhé. Diệp trước. Bộ ba cùng trang lứa. Đây ông chủ. Ở quê lên thì đi từ mấy giờ bác? Từ lúc 3 giờ. À, anh xuống này. À đây hai anh em phủ nhau đấy. 8 triệu. Nên ôm cái hòn đá hình rất hay. Đây là hình hòn đá. Hình hòn đá. Cái kia từ rẻ nhất có khi là hay nhất. À. Nó hơi giả nước, nhìn nó hay. Cái này thì chỉ có cái đá. Cái đá. Cây rẻ nhất là cây hay nhất thôi. Đá nhiều khi như vậy. Hoặc là tùy mỗi mắt người thôi. Mắt nhìn và giá người ta nhập vào như thế nào. Thì phải ra đi hơn thế nhỉ. Ví dụ có cây đẹp thì lại mua được rẻ. Ví dụ thế. Thì người ta là bán rẻ. Đây mặt trước cây này đây. Ôi
tầm 500.000 cây thôi. Có cây thì những cây kia thì hơn. Lại phải vào bóng dâm tí cũng không đỡ được. Vút mặt mồ hôi. Trường này ông ngồi rất lì. Hồ ấy. Nắng lắm không chống được. Suối. Suối này mấy tiền mấy? 500. Đấy. Sinh viên mê mê cây ra mà chơi. Bác đã cập lại số cái cho đỡ phải viết đây. 0912 0912 925 925 563 563 Dương Dương nhá. Dương hôm trước có số rồi đấy, nhưng mà có những ông hôm nay ông lại mới xem nên là không nhớ. Ủa mày quá, có cái xe nhỉ. Trường này không có mang nhiều cây đi. Đây có cái ốc kia thì ông đi được chỗ gầm. Nhưng mà đến trưa thì cũng nắng thôi. Tổng thể hài hòa. Này này. Dạ. Ở nhà có nhiều cây không? Nhà nhiều. Còn còn. 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 Thật không to. Quả đấy mới đậm tiền. Mình sẽ cọc. À, bán phát bằng cả năm đi bán cái đống này tổng như được. Tổng hôm trước có bảo rồi, 20 mấy. Đã hay lắm. Đã lê Si Si này thì tên gọi nhiều tên cả. Cái này gọi Si Tía chứ. No, no, no. Xì búp đỏ, búp hồng chính thức đó là da nó màu trắng. Da màu trắng và lá non màu đỏ. Và hồng, hồng thẫm. Rồi dòng hồng xì đẹp. No, no thì này lại phổ biến nhiều hơn. Xì màu da nó đỏ đỏ. Tùy mỗi người gọi, nhưng mà cái dòng này phổ biến hơn. Cần thang trước rồi. Được vừng. Ngất thật. Sang bên công trường vào nhìn lại mấy cái tùng cũng được rồi bác. Được đây, chân này có chân này. Nét chân này được. Alo
là tập trung ở Phan Văn Trị, Tô Đức Thắng anh. Vâng. Đúng rồi. Dạ biết. Mai Tây Sơn. Vâng. Vâng. Biết. Vâng. Hoặc là em dặn người đô thị nó để ý cho tí được. Vâng, ý là bảo nó để ý cho cái